Ngài Giỗ Tổ ngành sân khấu cũng chính là Ngài sân khấu Việt Nam. Ngài Giỗ Tổ sân khấu có ý nghĩa rất lớn với nghệ sĩ và những người làm nghệ thuật. Đây cũng là dịp để mọi người cùng bày tỏ lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên loại hình nghệ thuật sân khấu. À, nó bị lệch rồi. Rồi mọi người nhìn ở đây nha. Rồi. We'll be right back.
để chụp cùng với đội Gia Lâm Siêu Rồng một và có hình lưu niệm cho chương trình giỗ tổ của ngày công liên hoan hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Một lần nữa xin được mời quý vị các quý cùng tất cả anh em đồng nghiệp chúng ta có mặt trong buổi chiều giờ tổ ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng ta cùng trở về sân khấu để cùng ghi lại một bức hình kỷ niệm cùng với đội Lâm Sư Rồng trong chương trình giỗ tổ năm 2023. Hôm nay một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, các quý thân mến, đã từ rất lâu, bộ môn văn nghệ lần được xem là một môn cao quý và được yêu thích của rất nhiều quý khán giả trong xã hội phong kiến cũng như xã hội hiện đại. Đòi hỏi người làm nghề phải có đủ tài, đức mới phát huy được phẩm chất của nghề nghiệp. Tổ truyền thiện nghệ Thiên Tư Thịnh, sư giáo tài năng Vạn Đại Xuân, mưu sự tài nhân, thành sự tài thiên, làm người phải có tổ tâm sống và đi kính trên nhân dưới, ắt sẽ thành công. Mời ông Trần Kỳ Xanh cùng mời trở về sân khấu ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn cùng vui của chúng ta rất là nhiều ạ. Chị em làm trong lĩnh vực nghệ thuật và những anh chị em đam mê nghệ thuật có mặt trong buổi lễ hôm nay là chúc mạnh khỏe và chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, thì như chúng ta đã biết thì ngày 12 tháng 8 hàng năm là ngày giỗ tổ truyền thống ngành sân khấu của chúng ta. Thì hôm nay anh chị em chúng ta họp mặt về đây cũng như là thắp nhằm thắt chặt mối quan hệ.
Và đã cắt đứt tất cả những điều đầu tiên và
1999 là Long đã đi học đờn và nghệ thuật. Còn trước năm 1999 là Long Đan đã nghe ba của Long với lại các bạn tiền bối là hoạt động là đến ngày Long tập vợ rồi. Nhưng nghe nói về mà năm từ 1999 đến 2000 á, Long cũng là việc nhỏ thôi. Khi mà nhà ở làng quê của Long đám cưới á, là có một cái chương trình là show đám cưới lớn, lớn là có những người lớn á, đám cưới là đại gia.